mày chán đúng không? Tao chỉ cho cái chơi vui ngực. Mở kia ra vào chơi với hai con lợn đấy. Hello xin chào tất cả các bạn nhá. Chào các bạn đã đến với gọi là clip tiếp theo của mình các bạn ơi. Thì hôm nay là mình cũng các bạn biết rồi đấy. Team mình bây giờ thì có Kim Chi đang bị F0 và nhà Thảo và các thứ tiếp xúc thì bây giờ phải cách ly hết. Cả team mình cách ly hết. Thì mình vẫn may mắn là chưa bị hai vạch, vẫn một vạch anh em ạ. Nếu mà để nói theo cái khái niệm mà anh em ở trên mạng trêu nhau, mình gọi là mình bất tử, anh em hiểu không? Đề kháng của mình nó tốt nhưng nó chưa lên hay nào, mình không biết là có bị hay không. Thì bây giờ cả nhà có hai đứa em gái bây giờ nó bị Covid thì nó cũng không đi đâu được, đúng không? Covid là phải cách ly rồi. Thì mình quyết định là mình sẽ đi xuống chợ. Mình mua cho nó ít hoa quả và mình gọi là thăm chúng nó. Gọi là hết lúc nó bảo là anh em với nhau. Mẹ lúc em ốm lại không vào thăm. Nhưng mà mình thăm mình phải cách ở xa nhá, mình không đứng lại gần đâu các bạn ạ. Nếu mà gần mình lại dính hai vạch thì to ăn. Đấy, bây giờ mình sẽ đi xuống chợ để mình mua hoa quả nhá các bạn nhá. Xong tí nữa mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Các bạn ơi, bây giờ mình đi mua hoa quả cho con Chi ạ. Toàn Covid khắp nơi, nhà lại đóng cửa. Các bạn hỏng rồi. Mình không dám xuống đâu, mình chỉ dám đứng ở đây. Xin chào Tinh Hình, nói to lên. Tinh Hình thế nào rồi? Khẩn giọng à? Uống nước nóng vào, xúc lên miệng, xúc miệng liên tục vào. Ngủ dậy vẫn phải xúc đi mẹ ngủ. Đi ra ngoài tập thể dục đi, phải kiểu múa máy chân tay, nhảy các thứ đi. Phải ở trong nhà không, ra ngoài gió lạnh. Nhưng mà phải và ra ngoài tập thể dục một tí. Thi thoảng phải tập thể dục một tí. Ngủ ít thôi. Điên à? Covid bỏ mẹ. Quả là mình mới hôm mình ở mấy con Chi phải 3-4 hôm mình ở gần với nó. Hiện tại thì mình vẫn đang gọi là, nếu mà để nói một câu kiểu vui vui ấy, kiểu mấy bạn trên nói ấy, mình hiện tại mình vẫn đang bất tử các bạn ạ. Trên ơi, bà ở nhà ông? Không thấy bà đâu vậy? Bà ngủ đâu nhỉ? Đóng cửa hết rồi. Anh chiếm một phòng, thả một phòng. Bà một chỗ, mẹ một chỗ. Không biết. Nếu bây giờ ta mà bị ta vào đây ta ở, mày ta thằng lợn mày ở nhá. Mẹ này mày vẫn đi qua cái khu vực này à? Mày mình chết đấy. Ôi cô này không đeo khẩu trang à? Chết nguy hiểm lắm, cô phải đeo khẩu trang vào, đi ra đường phải đeo khẩu trang vào. Cháu đeo hai cái này. Ai tao mua quả mà tao lém vào đầu mày nhá. Không có ổi, hết ổi rồi. Lê. Hết ổi rồi. Ăn nhiều. Ăn nhiều thì ăn nhiều. Uống nước lắng liên tục vào. Các bạn mình đi chứng định dự nó không, mình đi lên đấy các bạn nhé. Dạ mình thì mình nói cho mình ở cái phương diện này mình thì cũng gọi là bất tử rồi. Còn bất tử đến bao giờ thì mình không biết các bạn nhá. Không nguy hiểm ai. Mới chút mình còn quay với nó, mình còn ở gần với nó mấy hôm nhưng mình còn quay mình tiếp xúc các thứ. Mày làm gì đây? Hả? Có xin mày đấy. Giàu thật. Nó, các bạn ơi, nó bị Covid nó giàu lắm nhá. Anh Chiến cho nó 5 triệu này. Quảng cáo các thứ nữa. Nếu mà Covid thường thường người ta mất tiền đúng không? Nếu sau Covid này nó phải được mấy chục triệu. Chia sẻ đi. Chia tiền. Anh Chiến đi đánh bóng rồi các bạn ạ. Nó xin mày đấy. À đúng không?
Mày chán đúng không? Tao chỉ cho cái chơi, vui ngực. Mở kia ra vào chơi với hai con lợn đấy. Hai con chó này. Với cả hai con chó này nữa. Mẹ bọn này ngu ấy, còn xuống đây nó vây F0 bây giờ. Cút. Cút về. Ngu vai. Ê, camera, camera, đây có gì con chó này. Chưa chắc đâu. Hả? Bây giờ mày trong người mày thế nào? Hôm nay là mấy hôm rồi nhỉ? Hôm nay hôm 3 rồi. Khoảng 8 bao nữa là hỏi thôi. Sông mừng cái gì? Đói ăn no quả uống sữa. Ăn anh Tuyến này. Thì tao xuống nhá, để tao xuống tao ôm mấy hôm này cái nhá. Mày cho không? Cho đi. Đi cọp. Mình nói thôi các bạn ạ, mình không ngu, mình đang hiện tại mình đang vẫn bất tử, mình xuống đấy vì lần này thì mình kêu mình tử luôn đấy, còn bực mình không bất nữa đâu các bạn ạ. Thôi nhá, tao đi đây. Cô giữ gìn sức khỏe nhá. Ăn uống đầy đủ nhá. Hôm nào khỏi bệnh thì tính sau. Khoảng tầm 3 4 hôm nữa mày khỏi thôi. Ok. Các bạn ạ, tại nó đi nhiều nên nó đi suốt ngày, nó lang thang. Nó bị ấy. Ô, mình đi về trên này cho nha các bạn nhé. Ở đây bây giờ hiện tại là rất nhiều người đang bị nên rất là nguy hiểm. Đấy bạn nhìn quanh nó lấy xin nhá. Bạn thôi mình lại đi về thôi. Nguy hiểm quá. Có gì thì mình sẽ quay tiếp theo xem đây các bạn nhìn đây. Tất cả nhà các cô đóng cửa hết rồi. Không còn ai luôn. Thì rất là nguy hiểm. Ngàn cân treo sợi tóc bạn ạ. Covid, khổ quá. Không có ai luôn, nhà đóng cửa hết. Tại vì đang ở trong phòng này, chắc đang ngủ bạn ạ. Nói chung là cũng mong là khỏi hết bệnh đi. Mình nghĩ là Covid thì chắc ai cũng đến phần, ai cũng có phần thôi. Thôi mình sẽ kết thúc video đây nhé các bạn nhé, để mình đi về ngoài kia nấu cơm các thứ các bạn ạ. Bye bye tất cả các bạn.